Bạn có nhu cầu mua ác Free Fire, ác Liên Quân, thử vận may uy tín giá rẻ, hãy đến với rikaki.vn, trang web hợp tác chính thức với Riaki Gaming. Ok, xin chào anh em đã trở lại với Riaki Gaming. Và ngày hôm nay thì bên Ana Free Fire sẽ lần đầu tiên bảo trì vào ngày thứ hai. Ok, thì chắc là chỉ còn đâu đó khoảng vài phút nữa thì server chúng ta sẽ bảo trì thôi. Và chúng ta sẽ bảo trì trong khoảng thời gian từ 11 giờ cho đến khoảng 19 giờ 30. Và có thể thấy là với khoảng thời gian bảo trì dài như thế này thì đây sẽ là một trong những phiên bản lớn nhất của Ana Free Fire từ trước đến giờ. Cái thời điểm buổi sáng nay ấy, thì không có bất kỳ thêm một sự kiện nào được cập nhật vào trong Ana Free Fire nữa, cũng như là những vòng quay thì cũng hoàn toàn là không còn sự kiện nào được cập nhật nữa vào sáng nay, bởi vì là chúng ta sẽ chuẩn bị gọi là để bảo trì, tức là khi bảo trì chúng ta tất nhiên sẽ không thể vào trong game được. Vậy thì có những cái điều gì đáng chú ý ở trong phiên bản OB25 mà các bạn cần biết trước khi mà cái bảo trì này diễn ra? Sau khi bảo trì diễn ra thì chúng ta sẽ có một cái hòm đặc biệt, nó có thể nhận tới 9 phần quà ngon mà nó chỉ có giá là 19 kim cương thôi, và chắc chắn là tôi cũng sẽ có video test cái này cho anh em xem. Và cái phiên bản OB25 này ấy, thì có nặng hơn phiên bản OB24 hay không thì tôi đã có làm một cái video giải thích cho anh em, đó là phiên bản OB25 hoàn toàn không nặng hơn OB24 về đồ họa. Có thể chúng ta sẽ chỉ phải tải thêm một vài trăm mê, có lẽ là khoảng 100-200 mê gì đó về cái dung lượng thôi. Tuy nhiên thì nó sẽ không nặng hơn so với OB24 nhiều nhá. Và nếu như các bạn tải Free Fire Max ấy, thì nó còn nhẹ hơn so với phiên bản bình thường rất là nhiều. Đấy, thì cái cập nhật này sẽ là OB25, và ở trong cái hình cập nhật thì chúng ta có thể nhìn thấy hình ảnh của Cristiano Ronaldo, đó là hợp tác chính thức toàn cầu với cả Free Fire ở nhân vật Chrono. Một số những cái cập nhật mà sẽ có ngay ở trong phiên bản này, tôi sẽ có một cái video điểm qua tất cả những thứ sẽ cập nhật trong OB25. Tuy nhiên thì sẽ có những thứ được cập nhật sau, và những thứ mà được cập nhật luôn thì chúng ta sẽ có ngay tối nay. Đấy là khẩu Vector Akimbo. Khẩu này sẽ có tên đầy đủ là Vector Akimbo nha anh em nhé. Và Akimbo nó nghĩa là cái kỹ năng mà cho phép chúng ta sử dụng hai cái súng cùng một lúc, và đây sẽ là cái súng đầu tiên mà có thể sử dụng súng đôi luôn. Thì đây sẽ là một trong những thứ mà tối nay có lẽ server chúng ta nó sẽ gọi là dậy sóng đấy. Tối nay gọi là dậy sóng với quả vector đôi này. Thì vector đôi này sát thương của nó sẽ không phải nhân đôi đâu, sát thương của nó sẽ là gấp rưỡi thôi, và khả năng xuyên giáp cũng sẽ tăng thêm gấp rưỡi, nhưng tất nhiên tốc độ ra đạn thì sẽ là gấp đôi. Và thực sự thì vector nó sẽ mang lại một cái phong cách chơi nó hoàn toàn mới ở trong Free Fire tối nay. Thì bên Nga nào gọi đây là một siêu cập nhật mới. Và bên cạnh vector Akimbo thì chúng ta sẽ có đó là một số những cái cập nhật khác nho nhỏ hơn. Ví dụ như là sẽ có một cái vật phẩm vỏ đạn, khi mà chúng ta chơi ở trong chế độ test thì chúng ta có thể lấy vỏ đạn, và tối nay thì chúng ta có thể vào đảo huấn luyện để chơi gọi là đốt pháo. Và tối nay chúng ta có thể được chơi đốt pháo luôn. Chúng ta sẽ có giao diện cái rank mới, khi mà tối nay vào chúng ta sẽ có giao diện cái rank mới này, và sẽ có một cái phần một cái event siêu cập nhật OB25 thì để chúng ta có thể lấy được cái gậy thời không này. Rồi ngày mai nhá, khi mà ngày mai vào trong game chúng ta có thể nhận được cái chơi game, đổi được Clue hoặc là Luketa, cũng như là có thể bắt đầu đổi được những cái phần quà quy đổi free trang phục với cái số lượng huy hiệu Prime D mà bên Nga nào gửi cho chúng ta. Chúng ta sẽ có rất là nhiều cập nhật. Bên cạnh cập nhật về thông tin, chúng ta có thể cập nhật về cốt truyện nữa. Thì theo cái ảnh nền của Chrono ấy thì có vẻ như toàn bộ cả cái khu vực đảo cái đảo sa mạc này thì sẽ xuất hiện một cái trường gọi là không gian, và chúng ta có thể nhìn thấy là bên trong cái quả cầu kia, bên trong cái hình kia thì đó là cái khu vực của đảo quân sự. Đấy, tức là đảo quân sự và đảo sa mạc nó sẽ có những cái gọi là bị lẫn lộn với nhau về cái đứt gãy về không gian. Thì đấy là cái mạch truyện, bởi vì là cái mạch truyện của OB25 này nó sẽ gọi là đại chiến thời không. Thì có lẽ là có một cái điều gì đó nó xảy ra, nó vấn đề đứt gãy về không gian như nào đó, và khiến cho cái nhân vật Chrono của chúng ta buộc phải xuất hiện. Thì nhân vật Chrono này thì được lấy ý tưởng từ Cristiano Ronaldo. Ở bên Ghana thì họ đã tung hẳn ra một cái video cực kỳ ngầu liên quan đến nhân vật này. Tuy nhiên thì nhân vật này sẽ không ra mắt ngay vào tối nay, mà nhân vật này có lẽ là sẽ ra mắt đâu đó vào khoảng 19 tháng 12
12, tức là sau vòng 13 ngày nữa, 12 13 ngày nữa thì Chrono mới ra mắt. Tuy nhiên thì ngay ở thời điểm này thì bên Ghana họ cũng đã làm những cái quảng bá liên quan đến Chrono rồi, và thực sự đây sẽ là một trong những hợp tác toàn cầu tuyệt vời và có thể đánh dấu OB25 là phiên bản xịn sò nhất của Ghana FIFA từ trước đến nay. Và cái nhân vật CR7 này thì không biết là bán giá có cao không, nhưng mà nếu mà miễn phí thì càng tốt. Bên cạnh đó thì bên Ghana cũng tung ra luôn một số những cái thông tin liên quan FIFA Max, tức là tối nay ấy, khi mà game Ghana FIFA cập nhật xong phiên bản FIFA thường thì chúng ta có thể cập nhật luôn FIFA Max ở trên iOS hoặc là cập nhật trên Android. Thì như mình đã từng nói với anh em ấy, thì FIFA Max sẽ luôn nhẹ hơn so với FIFA thường. Tại vì sao? Tại vì FIFA Max thì họ đã, bên Ghana họ làm lại cái trò chơi, họ đã code lại game, họ đã viết lại game với một cái nền tảng mới. Và FIFA Max thì chúng ta khi mà tải FIFA Max thì chúng ta có một dung lượng nhẹ hơn và chúng ta sẽ không cần tải gói mở rộng. Thì tối nay ấy, thì nếu như mà anh em có hai lựa chọn, một là anh em tải FIFA thường, hai là anh em tải FIFA Max. Đấy, thì cả hai cái đều như nhau. Và đến tối nay thì mình nghĩ là ở phiên bản chính thức thì FIFA Max sẽ không còn có những cái lỗi về âm thanh hay là lỗi hình ảnh cái gì đâu. Còn nếu như là bạn vẫn thích cái phong cách của FIFA thường ấy, thì bạn vẫn có thể chơi FIFA thường cũng được. Bên Ghana họ tung ra cái cấu hình chi tiết đấy với FIFA thường và FIFA Max. Thì các bạn nhớ là cả với Android hay iPhone thì với iPhone thì các bạn phải có bộ nhớ khoảng 3GB, thì bộ xử lý iPhone 6S trở lên, hiệu đời iOS 11. Nói chung là bạn nên chơi bằng iPhone 7 trở lên. Ở bên Ghana thì họ cũng liệt kê ra một loạt những cái thiết bị mà có thể chơi FIFA Max luôn, thì anh em có thể tham khảo. Với Android thì chúng ta sẽ cần những cái thiết bị mà trên 2.5GB RAM thì chúng ta mới thể chơi được. Đấy, và cái Free Fire thường, Free Fire Max thì vẫn sẽ được duy trì và nó sẽ như nhau thôi. Đấy, còn như có cái này thì bên Nga nào họ cũng giải thích luôn một số câu hỏi. Đấy, thì cái Free Fire Max có mặt từ tháng 8 phải đồ thật không? Thì nó cũng chính là đồ thật, và bây giờ thì từ ngày 7 tháng 12 trở đi thì nó sẽ là bản chính thức. Ví dụ bạn nào mà đã có Free Fire Max ở trong cái máy điện thoại của mình rồi ấy, thì sẽ không phải tải lại mới nữa, mà tối nay chúng ta chỉ cần cập nhật lên mà thôi. Đấy, thì những người chơi ở FIFA thường thì có chơi được với người chơi ở FIFA Max không thì đều có thể chơi được với nhau hết, tất cả vật phẩm sự kiện đều hoạt động bình thường cả hai ứng dụng. Tức là bây giờ chúng ta sẽ có hai game FIFA. Đấy, bạn thích chơi FIFA thường cũng được mà thích chơi FIFA Max cũng được. Và FIFA Max thì họ bên Nga nào cũng có công bố là chúng ta sẽ cần khoảng 2GB RAM, ROM khoảng 2.5GB, hệ điều hành Android 4.4 trở lên và bộ điều hành Dual Core 1.2 CPU. Với dòng máy iPhone thì cần tối thiểu là 3GB ROM, bộ xử lý iPhone 6S trở lên, hiệu đời iOS 11. Đấy, thì anh em cứ nhìn vào cái này để chơi. Tuy nhiên thì là sẽ có một số thiết bị mà nó cũ quá rồi. Ví dụ thiết bị anh em mua cái đây 3-4 năm thì nó sẽ không tải FIFA Max đâu. Đấy, ví dụ như là Xiaomi S2 này, Galaxy J2, VJoy 1+, và Motorola gì đấy. Ở đây bên Nga nào liệt kê một loạt những cái thông tin, một loạt những cái thiết bị mà không tải được FIFA Max. Thì nếu mà anh em không tải được, anh em chơi FIFA thường cũng không sao cả. Đấy, thì tối nay ấy, thì mùng 7 tháng 12 thì Free Fire Max nó sẽ được cập nhật luôn với cả phiên bản OB25. Đấy, thì chúng ta có thể tải hoặc là Free Fire Max hoặc Free Fire thường. Đấy, nếu anh em tải Free Fire Max hay Free Fire thường, anh em comment ở phía dưới trong phần bình luận nhá, để tôi được biết. Đấy, còn quay trở lại với cả cái phiên bản OB25 này ấy, thì như mình đã nói rồi, cái sự mượt mà nó vẫn là khá nhiều, và nó có cập nhật thêm một số những cái nho nhỏ. Ví dụ như là bây giờ cái súng lục sẽ đeo một bên hông của nhân vật, nếu mà chúng ta không dùng, khi chúng ta di chuyển thì cái ba lô thứ nó cũng sẽ động đậy nhiều hơn. Nói chung là nó sẽ cập nhật rất là nhỏ, đa số mọi thứ nó sẽ không khác gì so với OB24. Đấy, OB24 nó như nào thì OB25 về đồ họa nó y hệt như vậy thôi. Ngoài ra thì nó cũng sẽ không có quá nhiều những cái gọi là thay đổi về lối chơi, tức là về meta của game thì nó sẽ vẫn như vậy. Đấy, trừ cái việc mà bổ sung thêm khẩu vector đôi vào để dành cho những pha cận chiến. Tức là bây giờ cận chiến chúng ta có thêm một sự lựa chọn. Ngoài ra thì về dung lượng này, về gọi là về dung lượng rồi về cái đồ họa rồi các thứ thì nó không khác gì nhiều. Thế nên anh em cứ yên tâm là nếu như anh em bây giờ đang chơi đồ OB24 thì tối nay anh em vẫn có thể chơi đồ OB25. Nếu anh em đã chơi được FIFA Max thì tối nay anh em vẫn có thể chơi được FIFA Max. Tất cả những cái này đều sẽ rất là mượt mà, anh em không cần phải lo lắng bất kỳ một cái điều gì cả. Đấy, thì cái bảo trì này thì kết thúc vào 19:30. Còn nếu như mà bảo trì mà nó phải kéo dài hơn thì có thể nhá, mình nghĩ là có thể bảo trì tối nay ấy nó sẽ phải kéo dài hơn. Lý do vì sao? Vì tối nay
vì cái phiên bản này nó khá là nặng nên cái phiên bản này nó khá là nhiều thứ, và cái phiên bản này thì nó sẽ kéo dài cho đến tận gần Tết, thế nên là chúng ta có thể là cũng sẽ gặp một số những cái vấn đề tối nay. Thế nên là nếu mà anh em nào mà chờ được thì có thể chờ đến sáng mai chơi thì đẹp nhất, còn anh em cứ tối nay cập nhật rồi vào trải nghiệm thôi. Nhưng tối nay anh em đừng vào đấu rank hay là đừng cày cuốc gì đấy, tối nay anh em vào chơi trải nghiệm, chơi đấu tường thôi. Thì có thể là khi mới cập nhật lên ấy thì số lượng người chơi truy cập vào quá đông, có thể làm cho game nó bị lag giật một tí đó. Thì đó là một số những thông tin mà các bạn theo mình các bạn cần biết về khi mà cập nhật bảo trì OB25. Và nếu như đây là đầu tiên anh em đến với kênh của mình thì đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe để được đẹp trai và được xinh gái nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Bye bye.